my name, Trang. What's your name? Yeah. My birthday. 28th. Saturday. I want you come back to cà phê. Birthday. Me. Ta hiểu tiếng Việt chị ơi. Tiếng Việt tôi. Mời bạn. Mời bạn đến uống rượu với tôi. You want to eat? Bạn muốn ăn gì? Để tôi cookie. Cooking. PM ở cửa lớp. Chị có kì. Jill, tặng quà là gì ta? Keep, give me. No, no, no money. No ring. Why the ring? I like, why the ring? You give me. After you and me the ring. See you 5 p.m. Saturday after I quit. Next week.